Thời điểm này, ngư dân Đồ Sơn đang tích cực căng lưới ra khơi, đánh bắt sứa biển. Dù mùa sứa chỉ kéo dài từ 3 đến 4 tháng, nhưng thu nhập từ sứa đã đem lại cho ngư dân nguồn thu lớn. Cảng cá Ngọc Hải, quận Đồ Sơn hiện có 6 cơ sở chế biến sứa. Trung bình mỗi xưởng sản xuất đón khoảng 10 chuyến tàu một ngày. Với giá sứa năm nay ở mức từ 15 đến 20 ngàn đồng một con và sứa nhỏ từ 8 đến 12 ngàn đồng một con, mỗi chiếc tàu đánh bắt có thể mang lại thu nhập tới 200 triệu đồng một tháng. Sau chế biến, sứa thành phẩm được xuất khẩu với nhiều mức giá khác nhau. Phần chân, tay sứa là những phần ngon nhất, chiếm tới hơn 60% giá trị cả con, được bán với giá khoảng 60.000 đồng một kg. Bìa sứa có giá khoảng 13.000 đồng một kg. Lượng sứa thành phẩm chủ yếu xuất đi Trung Quốc, số còn lại bán trong nước để chế biến thành nộm sứa.